như bài hát không lời, để suốt đời bên trang giáo an. Như cánh buồm chờ đầy tham vọng, như cuộc đời thầy đơn sơ trên bục giảng, thầy lặng thầm nhìn học sinh thân yêu, thầy lặng thầm bên trang giáo an cuộc đời. Xin được là gió, xin được là mưa, dung mang những chưa hè. Xin được là mây, là hoa thơm ngát, mang tâm thời gian, vì đàn em thân yêu thắp lên trong tôi trái tim người chiến sĩ. Xin hòa lời hát, xin hòa lời ca, hát mãi về người thân. năm 2022 của thầy và trò trường Trung học cơ sở Bàng La ngày hôm nay. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các thầy giáo, cô giáo và toàn thể các em học sinh yêu quý, trong lịch sử thế giới lấy ngày 20 tháng 11 là ngày hiến chương các nhà giáo. Từ năm 1982, chính phủ ta đã chính thức lấy ngày 20 tháng 11 hàng năm là ngày nhà giáo Việt Nam. 40 năm đã trôi qua, ngày 20 tháng 11 vẫn là ngày trọng đại, rất ý nghĩa trong những ngày ý nghĩa của ngành giáo dục, mà ngày mà toàn dân hướng về các thầy cô, những người lái đò thầm lặng, những người ươm mầm xanh cho đất nước. Tiếp nối truyền thống tôn sư trọng đạo, đẹp đẽ của dân tộc, thực hiện kế hoạch năm học 2022-2023, hôm nay trường Trung học cơ sở Bằng La tổ chức hội thi văn nghệ viết tiếp lời tri ân nhân kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam, nhằm mục đích khơi dậy lòng tự hào, động viên, khích lệ thầy và trò nhà trường thi đua dạy tốt, học tốt. Hôm nay, thầy và trò trường Trung học cơ sở Bằng La vô cùng vinh dự khi được đón tiếp các quý vị đại biểu và khách quý. Về phía bạn đại biểu quận, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Hoàng Đăng Tùng, chuyên viên phòng giáo dục và đào tạo quận Đồ Sơn. Đại biểu địa phương, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện ông Nguyễn Khắc Đức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bằng La. Đại biểu là nguyên lãnh đạo nhà trường, xin trân trọng giới thiệu cô giáo Nguyễn Thị Thiềm, nguyên hiệu trưởng nhà trường. Cô giáo Cao Thị Dũng, nguyên hiệu trưởng nhà trường. Cô giáo Phạm Thị Hà, nguyên phó hiệu trưởng phụ trách nhà trường, cùng toàn thể các thầy cô là cựu giáo viên nhà trường, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Bên phía một cha mẹ học sinh, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện ông Nguyễn Đức Khoa, trưởng ban đại diện hội cha mẹ học sinh nhà trường, cùng các ông bà là đại diện cho chi hội 14 lớp. Một lần nữa chúng ta sẽ tặng một tràng pháo tay thật lớn để nồng nhiệt chào mừng. Nhà trường.
thầy giáo Nguyễn Đắc Nghị, Phó Bí thư chi bộ, Phó hiệu trưởng nhà trường. Cùng các thầy cô giáo và các thành viên râu rể của nhà trường, cùng 521 học sinh của nhà trường, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Tiếp theo chương trình xin được trân trọng giới thiệu và kính mời cô giáo Nguyễn Thị Kim Thoa, Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường lên khai mạc hội thi ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời cô. Kính thưa các quý vị đại biểu cùng các vị khách quý, thưa các thầy giáo cô giáo, thưa các bậc phụ huynh và toàn thể các em học sinh thân mến, hòa chung khí thế của toàn ngành giáo dục thi đua lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Hôm nay ngày 19 tháng 11 năm 2022, trường Trung học cơ sở Bàng La tổ chức hội thi văn nghệ chào mừng 45 ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2022. Lời đầu tiên, cho phép tôi được thay mặt tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và toàn thể các em học sinh trong toàn trường xin kính gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, các vị khách quý, các thầy giáo cô giáo, các bậc phụ huynh lời chúc sức khỏe và lời chào nồng nhiệt nhất. Kính thưa các quý vị đại biểu, thầy giáo cô giáo, bậc phụ huynh và các em học sinh thân mến, năm học 2022-2023, trường Trung học cơ sở Bàng La dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Đồ Sơn, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường Trung học cơ sở Bàng La đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, năng động sáng tạo trong công tác, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2022-2023. Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, các thầy giáo cô giáo đã hàng ngày hàng giờ miệt mài chăn trở với những trang giáo án, phát huy sáng kiến, kinh nghiệm, năng lực sở trường, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi ngày càng cao của xã hội về giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Nhà trường còn đẩy mạnh các hoạt động về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm xây dựng trường học hạnh phúc, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường. Hội thi văn nghệ hôm nay là một trong nhiều hoạt động thường niên của nhà trường nhằm mục đích đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao giữa các lớp, các học sinh trong trường để tăng cường mối quan hệ gắn bó trong giảng dạy và trải nghiệm, khơi dậy truyền thống tốt đẹp của nghề dạy học, truyền thống tôn sư trọng đạo, nâng cao vị thế của nhà giáo và tôn vinh nghề dạy học, nhằm tạo ra không khí trang hòa, vui tươi, phấn khởi, tạo nên khí thế mới cho công tác quản lý, giảng dạy của giáo viên và nhiệm vụ học tập của học sinh để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ nặng nề nhưng vô cùng vinh quang mà Đảng và nhân dân đã giao phó. Năm học 2021-2022 đã diễn ra trong tình hình dịch bệnh Covid kéo dài. Ngày 20 tháng 11 đó, các em học sinh đã không thể tập trung múa hát để chào mừng các thầy giáo cô giáo. Đoàn thi đua hướng về ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 2022, trường Trung học cơ sở Bàng La đã có nhiều phong trào thi đua thiết thực để lập thành tích cao chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam, và đã có nhiều cán bộ, giáo viên nhà trường được tuyên dương và khen thưởng. Một lần nữa chúng tôi xin được chân thành cảm ơn ông Nguyễn Khắc Đức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bàng La, đã thay mặt cho Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bàng La dành tặng lãng hoa tươi thắm để chúc mừng thầy và trò nhà trường ngày hôm nay. Tiếp theo chương trình chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời sự hiện diện ông Nguyễn Đức Khoa, trưởng ban đại diện Hội cha mẹ học sinh nhà trường, sẽ bước lên phía trên sân khấu để dành tặng lãng hoa tươi thắm tiếp theo chúc mừng thầy và trò nhà trường ngày hôm nay. Và chúng tôi trân trọng giới thiệu và kính mời thầy giáo Nguyễn Đắc Nghị, Phó Bí thư chi bộ, Phó hiệu trưởng nhà trường sẽ bước lên sân khấu để nhận lãng hoa tươi thắm chúc mừng. Chúng tôi xin được chân thành cảm ơn những lãng hoa tươi thắm của đại diện Hội cha mẹ học sinh nhà trường dành tặng chúc mừng thầy và trò nhà trường ngày hôm nay. Tiếp theo chương trình chúng tôi trân trọng giới thiệu và kính mời ông Bùi Đình Cường, đại diện Hội dâu rể nhà trường sẽ bước lên phía trên sân khấu dành tặng lãng hoa tươi thắm tiếp theo để chúc mừng thầy và trò nhà trường. Và tiếp nhận lãng hoa tươi thắm này, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời cô giáo Nguyễn Thị Kim Thoa sẽ cùng quay trở lại sân khấu để đón nhận lãng hoa ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời cô.
theo ngay sau đây, chúng tôi trân trọng giới thiệu và kính mời đại diện của Trung tâm Giáo dục Quốc tế Hải Trí sẽ bước lên sân khấu dành tặng lãng hoa tươi thắm để chúc mừng thầy và trò nhà trường ngày hôm nay. Và xin được trân trọng giới thiệu và kính mời cô Lê Thị Hồng Dung, Chủ tịch Công đoàn của nhà trường sẽ bước lên sân khấu để đón nhận lãng hoa tươi thắm chúc mừng ngày hôm nay. Trân trọng giới thiệu và kính mời cô. Và một lần nữa xin được thay lời từ phía nhà trường xin được chân thành cảm ơn tất cả những lãng hoa tươi thắm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân và tập thể dành tặng tới thầy và trò nhà trường để chúc mừng ngày hôm nay. Phó hiệu trưởng nhà trường sẽ đại diện cho nhà trường bước lên phía trên sân khấu dành tặng lãng hoa tri ân tới các thầy cô ngày hôm nay. Trong ban giám khảo như sau: 1. Thầy giáo Nguyễn Đắc Nghị, trưởng ban giám khảo. 2. Cô giáo Nguyễn Thị Thủy Chi, thành viên ban giám khảo. 3. Cô giáo Phạm Thị Mai Phương, thành viên ban giám khảo. Và chúng tôi chúc cho ban giám khảo sẽ làm việc chính xác, nhanh chóng, khách quan và công tâm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà ban tổ chức cuộc thi giao phó. Và bây giờ chương trình dự thi Trung khảo Văn nghệ viết tiếp lời tri ân chào mừng lễ kỷ niệm ngày 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam xin phép được bắt đầu. Thank you.
dự thi trong chương trình lần này. Và ngay sau đây xin được mời đại diện của những tiết mục tham gia dự thi ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại sân khấu để đón nghe phần công bố kết quả và trao giải. Xin mời đại diện của tất cả các tiết mục tham gia trong liên hoan văn nghệ lần này, chúng ta sẽ thật nhanh chóng trở về vị trí sân khấu để cùng đón nhận phần công bố kết quả và trao giải. Xin mời tất cả các em. Với phần công bố và trao giải thưởng dành cho các tiết mục tham gia văn nghệ trong chương trình hội thi văn nghệ viết tiếp lời tri ân của trường Trung học cơ sở Bằng La ngày hôm nay, rất mong rằng các vị đại biểu, khách quý cùng với các thầy giáo, cô giáo và tất cả các em học sinh, chúng ta hãy cùng dành tặng một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng cho tất cả các tiết mục ngày hôm nay, được không ạ? Và ngay sau đây chúng tôi xin được mời đại diện của các lớp, các tiết mục có tên sau, chúng ta sẽ cùng bước lên phía trên một bước. Xin được mời đại diện của lớp 6A1. Xin được mời đại diện của lớp 7A7D1. Và xin được mời đại diện của lớp 8C3. Và xin được mời đại diện của lớp 8C4. Các bạn học sinh thân mến, theo các bạn thì đây sẽ là những thành viên đạt giải gì trong chương trình lần này ạ? Giải gì ạ? Nhất ạ? Hay nhì ạ? Tôi muốn thấy cổ động viên của 8C3 đang ngồi đâu ạ? Bé quá ạ. Đại diện cổ động viên của lớp 8C4 đang ngồi vị trí nào ạ? Tôi đã thấy những phần sôi động, rất sôi động ở phía dưới. Thậm chí là cổ tổ quốc bây giờ cũng đang bay lên để chúc mừng cho hai lớp 8C3 và 8C4. Và không biết là cổ động viên của lớp 6A1 và lớp 7D1 đang ở đâu ạ? Xin được chúc mừng cho 4 tiết mục 6A1, 7D1 và lớp 8C3 và 8C4 đã đạt được giải... Giải gì ạ? Giải 3 trong chương trình liên hoan văn nghệ ngày hôm nay ạ. Xin được vào trân trọng giới thiệu và kính mời thầy Nguyễn Đắc Kỳ, phó hiệu trưởng nhà trường sẽ bước lên sân khấu để dành tặng giải 3 tới các tiết mục tham gia liên hoan văn nghệ viết tiếp lời tri ân của trường Trung học cơ sở Bằng La ngày hôm nay. Trân trọng giới thiệu và kính mời thầy. Xin được cảm ơn các em, mời các em sẽ lùi về vị trí của mình. Và tiếp theo ngay sau đây chúng tôi xin được mời đại diện của các lớp có tên sau. Các
các em sẽ cùng lán lại sân khấu một chút. Bây giờ thì xin mời đại diện các lớp có tên sau, chúng ta sẽ cùng bước lên phía trên một bước. Xin được mời đại diện của lớp 8C2. Và xin được mời đại diện của lớp 9B. 9B mấy ạ? 9B3. Xin mời đại diện của lớp 9B3. Và xin được chúc mừng cho đại diện của lớp 8C2 và lớp 9B3 đã xuất sắc giành được giải. Giải gì ạ? Tôi muốn thấy cổ động viên của hai chi đội dành tặng một tràng vỗ tay thật lớn cho hai chi đội được không ạ? Xin được chúc mừng cho hai chi đội đã đạt được giải nhì trong chương trình liên hoan văn nghệ lần này. Và chúng tôi trân trọng giới thiệu và kính mời cô giáo Nguyễn Thị Kim Thoa, bí thư chi bộ hiệu trưởng nhà trường, sẽ bước lên phía trên sân khấu để dành tặng giải nhì tới hai chi đội là 8C2 và 9B3 trong liên hoan văn nghệ lần này. Trân trọng giới thiệu và kính mời cô. Trong tôi
thôi.